Xin chào các bác, em tiếp tục phục vụ ở nhà chiếc máy lạnh di động Sanyo 4 chức năng dùng cho 4 mùa. Mùa đông miền Bắc thì bắt đầu đến rồi, thời tiết mưa nồm ẩm rét. Đây là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời các bác nhé. Đây em sẽ giới thiệu sự qua kích thước con này, nó là cao 65 cm, chiều ngang là 25, chiều sâu máy là 35 phân. Đây là máy lạnh di động, dàn lạnh còn rất là mới các bác này. Đấy, vừa bật cái lạnh toát dàn luôn này, nước này cho này. Đấy, con này hút ẩm rất trâu bò các bạn, hút ẩm rất trâu bò nhá. Đây là cái dòng máy mà cánh gió đảo tay, cánh gió chỉnh ngang đảo tay em bán là 3,3 triệu, mã số 5. Cái máy có chức năng làm lạnh vào mùa hè này, mùa hè ở miền Bắc hoặc là ở miền trong Sài Gòn thì các bác nóng thì có dùng chức năng làm lạnh. Mình dùng cái này thổi trực tiếp vào người luôn, thay cho một cái quạt đấy, hoặc là các bác làm mát những cái phòng không gian nhỏ đấy, rất là tiện, có bánh xe đẩy đi khắp nơi luôn. Mình dùng ở những cái nơi mình có thể không lắp được điều hòa thì mình con này thay cho một cái quạt, nó có cái hơi lạnh nó ra vào khoảng 25 độ C, các bạn 25 đến 27 độ C, rất là mát nhé, chứ không nóng như cái hơi của quạt vì nó có hơi lạnh của điều hòa mà. Đặc biệt tiếp theo đó là cái chế độ hút ẩm miền Bắc rất là thích ấy. Miền Bắc thì nhà bác nào đa số cũng sắm con hút ẩm rồi, sau con máy hút ẩm thì con này các bác ơi, hút 20 lít một ngày luôn, thay cho một con máy hút ẩm hút cực khỏe. Thay vì mua con máy hút ẩm thì các bác lấy ngay con này, vừa hút ẩm được vào mùa nồm, xong hết mùa nồm của mình. Mùa đông miền Bắc lạnh thì các bác dùng sưởi ấm, sưởi ấm con này ấm dã man luôn, dùng làm ấm phòng hay là các bác đẩy đi ngồi chỗ ăn cơm này, người già trẻ nhỏ tắm hay là cắm trại hay là bất kể các bác mang đi đâu làm ấm phòng luôn, tất cả các kiểu luôn rồi nhé. Các bác này có 3 cấp độ gió. Đấy. Độ nóng đây rất là chịu, không bị bỏng. Đấy. Không làm bọc các bác nhé. Cực hay luôn. Có hẹn giờ. Đấy. Con này rất dễ sử dụng, giao diện tiếng Anh, sản xuất tại Nhật Bản luôn các bác. Đấy. Hình thức máy đẹp. Sưởi ấm mùa đông cực thích luôn. Mùa đông miền Bắc quá rét các bác. Sưởi ấm này. Đấy. Thông số tại mà con này điện 220V nguyên bản nhà sản xuất các bác này. Lạnh 330W, sửa 1130W, hút ẩm 20 lít một ngày. Đây là cái cửa gió thoát khí nóng. Khi mà mùa hè các bác làm mát trong phòng thì các bác phải làm cống thoát khí nóng đây ra nhé. Tình trạng máy còn rất là đẹp. Chiếc này em bán là 3,3 triệu, bảo hành 6 tháng. Các bác có nhu cầu ủng hộ nhé. Chào các bác.